Soku Kit xin chào tất cả mọi người nhé. Đấy, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp ghép những cái mô hình bằng giấy mà cử động như này nhé. Đấy, cái này người ta gọi là sơ tích cơ cử động này, có cử động được chân này. Đấy, như mình đã lắp sẵn ở đây. Đấy, đầu này, tay này, rất là cute không mai que luôn. Ở đây này còn có cả mắt để di chuyển này, nhí một bên này. Đấy. Này. Cứ theo hai bên này. Đây, đằng sau nó sẽ có cử động như này. Đấy. Được chưa? Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp ghép nhé. Đấy, mình sẽ chọn một hình xinh xắn và cute đi. Đây, mình sẽ chọn ra cái hình hình công chúa như này đi, cho nó đẹp đi. Để mình hướng dẫn cho mọi người nhé. Đây. Đấy, bây giờ mình khi người ta gửi cho mình ấy, thì nó sẽ có một bộ như này thôi. Mình thấy cái bộ này cũng khá là đẹp. Đây, bên trong của nó thì có hai tấm này. Đây là các bước để người ta hướng dẫn cho mình lắp ghép để thành một hình búp bê chibi cử động rất là đẹp. Đấy, đằng trước này. Đây, đằng sau này là có một cái miếng dán để chúng ta kết nối các khớp lại với nhau ấy. Đây, nhìn rất là đẹp và rất là cute luôn. Thì việc đầu tiên thì chúng ta phải gỡ cái này ra này. Đây, gỡ cái thân hình ra nhé. Với lại mọi người phải nên nhớ là cái đầu tròn này này, nó sẽ có một cái nút này để chúng ta bỏ nó ra, để tí nữa chúng ta làm cái khớp để cho nó cử động ấy. Đó, đây là một cái váy này. Sau đó đây, chúng ta nhìn như hướng dẫn như này. Đấy, một chiếc váy với lại đầu luôn nhé. Đây, một chiếc đầu to như thế này luôn. Chúng ta cứ xem hướng dẫn rồi chúng ta sẽ làm từ từ, từng bước bước một. Thì mình quay video này cũng hướng dẫn cho mọi người luôn. Đó. Đấy, sau đó là tách cái ở giữa này ra này. Đấy, như thế này này, gắn lên này. Đó, rất là cute và phô mai que. Thì ở đây ý, người ta cũng có đính sẵn những cái lỗ tròn tròn này. Thì chúng ta sẽ lột từng cái một ra để chúng ta dán vào đây nhé. Đấy, đầu tiên thì mình cứ phải đây này. Mọi người chỉ cần bận nó lên một chút là nột ra được này. Bởi vì hai đầu nó sẽ có băng dính ấy. Băng dính như kiểu là băng dính hai mặt ấy. Đấy, chúng ta dán vào đây. Sau đó chúng ta lột cái này ra này. À, chưa cần lột luôn cũng được. Để tí nữa rồi chúng ta lột tận thể. Đó, như cái này là cho vào đây này. Để nó tạo cử động đấy. Đó, được chưa? Đấy. Thì hình như này, khá là đẹp rồi. Và bây giờ tiếp tục đến là chúng ta sẽ gỡ mắt của hình này nữa. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ cho đi ngang vào cái này để tí nữa tạo thành cái hiệu ứng mà đóng mở mắt ấy. Đấy, hơi bẻ ngang cái này ra một chút để tí nữa chúng ta cử động cho mắt của hình búp bê này. Và bây giờ chúng ta sẽ dán hết vào những cái điểm này nhé, dán hết vào những cái điểm này, dán kín vào luôn nhé, nên là hơi mất thời gian một chút. Đấy, các bạn làm khéo tay thì sẽ rất là nhanh. Đây này, dán từng vào những cái điểm này đã được người ta đánh dấu tròn sẵn rồi đấy. Đấy, như thế này. Mọi người khéo tay nhé, khéo tay dán thì sẽ rất là đẹp này. Như thế này thì
thì nữa khi chúng ta lột ra thì nó sẽ rất là chắc chắn là một này. Cái thứ hai nữa là làm cái hình này nó cử động nó sẽ mượt mà hơn này. Đấy. Như thế này này. Dán kín luôn nhé. Cứ những cái có vòng tròn như này thì mọi người dán. Các bạn xem video hướng dẫn mình hướng dẫn cho các bạn một cách rất là tỉ mỉ và mọi người là nhớ làm theo nhé để đạt được cái kết quả mong muốn tốt nhất. Và các bạn cũng đừng quên là cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé, để mình tiếp tục làm những cái video hướng dẫn cho mọi người. Và mọi người cần mình hướng dẫn những cái đồ gì thì mọi người cứ comment ở bên dưới, mình sẽ lên video để mình hướng dẫn cho mọi người. Đấy, cứ gắn như thế này là ok các bạn ạ. Như thế này là cực kỳ đẹp rồi. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ lột thêm cái phía bên ngoài này. Đấy, đúng như kiểu là trong bản hướng dẫn này. Mặt này. Đấy, mắt vào này. Sau đó là thì chúng ta sẽ dán thêm cái mắt này vào nữa là ok. Đấy, gỡ cái mắt của nó ra này. Đó, thấy không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ lột hết cái nước bên ngoài ra nhá. Nó sẽ rất là dính. Nên là mọi người làm cẩn thận một chút, không là nó dính lệch sai thì nhìn nó sẽ xấu. Đó, như thế này là ok rồi này. Sau đó chúng ta sẽ bỏ cái này vào nhá, để đặt chính giữa khớp. Đó, như thế này là được. Sau đó chúng ta sẽ dính cái mặt lên làm sao để cho nó thật là cân đối nhất nhé. Đừng để nó lệch nhiều quá thì nó sẽ không được đẹp. Đó, như thế này là ok rồi này. Sau đó chúng ta sẽ bận tay vào. Đấy, cái đằng sau này. Đấy, thế là thành một hình búp bê này, đóng này, nhắm mắt này. Đó. Nhắm mắt rồi, mở mắt. Nhắm mắt, mở mắt. Đó, rất là xinh luôn, rất là cute. Sau đó là mình sẽ làm đến phần tay và phần chân nhé. Đấy, đây là phần... phần tay thì sẽ có hai phần khớp như này, hai phần khớp như này nhé, thì chúng ta sẽ cho hai cái nhỏ này là hai phần khớp tay. Đó, mình sẽ rút riêng ra này. Đây là hai phần khớp tay. Mình cũng lưu ý với lại mọi người một cái điều quan trọng là cái mặt trắng bóng như này nhé. Đó, không biết là mọi người xem video có thấy không? Đấy, mặt trắng bóng như này là quay về đằng trước nhé. Còn cái mặt mà không có trắng bóng ấy thì sẽ quay ra mặt đằng sau. Ở đây cũng thế. Đây này, mặt không trắng bóng này, mặt trắng bóng này sẽ quay về đằng trước. Sau đó chúng ta sẽ lột những cái này ra để cho khớp nó cử động. Đấy. Và tiếp tục là nột những cái này gắn vào cái đằng sau của hình búp bê này. Nó có cái chữ nhỏ 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 ở đây này. Đó, chúng ta sẽ dán vào cân hai bên để cho nó hoàn chỉnh nó đi. Đấy, lột luôn ra. Xong rồi sẽ cho cái cánh tay này vào. Đó, như thế này này. Đấy, rất là đẹp.
Được chưa? Các bạn có nhìn rõ không? Rồi, các bạn nhớ bật video 4K lên để xem chất lượng cho nó tốt nhất nhé. Rồi sau khi mọi người gắn như này rồi thì nó sẽ có những cái điểm chấm tròn này để cho mọi người giữ các khớp nhé. Rồi tháo hai cái ra. Nó gắn vào đây này. Cái mặt bóng nha, cái mặt bóng là nên nhớ là phải gắn cái mặt bóng nha. Không được gắn ngược đâu. Đây này. Cái mặt này là mặt đằng sau này, mặt bóng này là mặt đằng trước. Đấy, cũng gắn về đằng trước như thế này. Đấy, để nó tạo cử động đấy. Đấy đằng trước này đã có tay rồi này. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến gắn hai bàn tay này nhé. Đấy, chúng ta sẽ gỡ bàn tay này ra. Bàn tay này, hai bàn tay này, chúng ta cũng sẽ gỡ cái vòng tròn này ra. Bởi vì búp bê giấy cử động này nó sẽ làm rất là mất thời gian của các bạn. Nhưng mà để các bạn lắp ghép được một hình búp bê giấy này chơi thì nó sẽ rất là thích thú. Mình cũng đó, đây này, lại gián tiếp cứ những cái nào mà rồi, dán vào đây này, bởi vì có các khớp cử động rất là hay. Đó, các bạn thấy không ạ, mình lại lột nè, tay này cũng thế này, cho vào đây đó, đẹp chưa, các bạn thấy đẹp không? Đây cũng thế, bên này này, cái mặt sau, để mình lột cái này đã. Rồi như thế này, và chúng ta cũng sẽ phải gắn thêm cái này vào. Nó như thế này này, gắn vào đây để cho nó tạo khớp ấy. Đó, đây là mặt đằng sau này. Đấy, tạo các khớp rồi này, cử động này. Cử động này. Được chưa ạ? Các bạn thấy chưa? Đấy. Nào. Đấy, mặt đằng trước này đã rất là cute rồi. Sau đó là chúng ta sẽ đến phần chân. Phần chân nữa nhé. Đấy. Phần chân chúng ta cũng vừa nãy mình lắp phần tay rồi. Bây giờ đến là phần chân. Phần chân cũng có hai khớp. Đây. Đây là phần trên này. Mình cũng gỡ ra luôn. Đây còn là phần dưới. Đây, bạn ấy sẽ đi tất nhé. Rồi, mình sẽ gỡ cái này ra. Lật ngược cái hình này lại. Và dán. Các bạn làm khéo tay một chút nhé, cho nó đẹp. Dán khéo tay một chút thì nó sẽ rất là đẹp. Cái nào mà nó bị hỏng ấy vứt đi cũng không sao đâu. Tại vì người ta sẽ in thừa ra cho mình ấy. Rồi như thế này là ok rồi này. Đó. Đấy, mình sẽ gắn cái này vào. Này, chiều cong này nhá. Chiều cong này nó sẽ ra ngoài nhé các bạn nhá. Rồi, bên kia cũng thế. Các bạn phải nên nhớ luôn luôn nhớ mình luôn nhắc lại nhé, mặt bóng ra ngoài và mặt giấy vào bên đằng sau nhá. Đó, như thế này này. Và mình lại tiếp tục lấy hai cái này để chúng ta lại gắn tiếp. Để tránh bị trượt ra ngoài. Vậy các bạn ạ. Đó. Này. Đó, chúng ta đã thấy nó xinh hơn chưa? Các bạn thấy sao?
Đấy, cử động được đầu này, tay chân này. Đấy, chân rồi này. Đó. Bây giờ đến lượt chúng ta sẽ gắn tiếp cái phần bàn chân. Đây. Bàn chân của cái này. Chúng ta lại lật cái mặt sau ra. Và tiếp tục lại. Rồi, và thêm một cái này nữa này. Rồi các bạn thấy không ạ? Đấy cũng là cái đầu cong này nhá. Đầu cong này cũng quay ra ngoài, đây mặt đế bóng này. Rồi các bạn thấy chưa? Và ở đây nó sẽ còn đủ hai cái luôn để cho các bạn gắn vào nữa, là coi như là cái này là hết luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Coi như là hết sạch luôn. Không còn một cái gì luôn, là coi như cái này là bỏ luôn các bạn nhé. Đây này. Mình quay gần hơn để cho các bạn xem. Đó, gắn như thế này là được. Ôi, lơi la rồi. Đấy, nếu mà các bạn không gắn cái khớp này thì nó sẽ lơi la. Mà sau khi các bạn gắn cái khớp này vào ấy, này, thì nó sẽ không la được nữa. Đó, đây là mặt đằng sau của hình đúng như trong minh họa này. Các bạn nhìn thấy nó giống nhau không? Khá giống nhau luôn. Đây này, hình này này. Đó, rất là giống nhau. Đấy, còn mặt đằng trước thì nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Này, thì nó sẽ rất là đẹp. Đấy, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn nhìn này. Đầu tiên là mắt này, đáng mời sinh này, đóng nắp, đóng đóng mắt vào này. Đấy, mở mắt này, đóng mắt này, mở mắt đóng mắt này. Đấy, rất là nhợt, có thể nhíu một bên được. Đó, tay này, cử động này. Hello, xin chào các bạn nha. Đó. Tay dơ này, chân này. Ừ. Các bạn thấy chưa? Chân này, cử động này. Ừ. Ngầu chưa? Đầu này, quay bên này. Này. Quay bên này, quay bên này. Ồ, rồi, mình đã hướng dẫn cho các bạn cách lắp ghép búp bê bằng giấy cử động. Đấy, mình chỉ lắp mô hình tượng trưng cho các bạn ở đây như thế này thôi. Đấy, còn các bạn chịu khó sẽ lắp được hết nhé. Mình sẽ có thời gian, mình sẽ lắp hết sạch cho các bạn luôn. Nếu mà các bạn thấy cái video này hay và hữu ích thì đừng quên bấm vào like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.